Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tầm 154. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ kiếm quang chợt lóe, một đám người đồn bảo danh biết chiều cao trung bình khoảng một thước hai một thước ba đều ngã xuống đất Lục bị ma nhân thân hình thấp bé khuôn mặt giống với nhân tộc nhưng cụ quan lồi ra mặt cá vàng sống mũi dẹt miệng to răng màu nâu đen khi há miệng hét lên phảng phất như bị man nhập vậy là mắc thần huy động trường kiếm như bổ dừa thái rau cho dù được cương giả cấp thiền nhân của lục bị ma nhân cũng chỉ cần một kiếm chém đến đầu người bay lên phủ lý oa tức tiên kêu kỳ quái vang lên một tên lục bị man nhân thân hình cường tráng càng một thước năm trong tay cầm một thanh đăng nha bổng màu bạc lao ra khỏi bóng tối quỷ dị như một quỷ hồn sắc mặt cừu hận tập kích về phía lập bắc thận cẩn thận bách hai kêu chuẩn bị ra tay chặn lại sưu kim quang trượt lóe đinh lục trì hồn cùng đăng nha bổng màu bạc giao nhau phát ra âm thanh kim loại mà sát lục bị man nhân cao một thước năm vì một kiếm này cho lăng không bay xa không ngừng phun ra máu xanh hung hăng đập vào bức tường đá phía sau tạo ra một cái hố lớn hả hả một trước một sau hai tiếng kinh hồ vang lên tiếng kinh hồ thứ nhất là của lâm bắc thần hắn không nghĩ tới đang nha bổng màu bạc kia thế mà có thể ngăn trở được đục trì hồn gần như không thể phá hủy được của hắn tiếng kinh hồ thứ hai đến từ bạch hải triều hắn không nghĩ tới Lâm Bắc Thần chỉ dùng một kiếm đã khiến thiền nhân cấp 5 bộ tộc lục bì man nhân bị đánh bay. Thực lực như vậy vượt quá sức tưởng tượng của tù trưởng. Bỏng đến đây. Lâm Bắc Thần giơ tay trái lên trời. Xưu! Làng nhà bồng màu bạc bay ra khỏi tường đá bị đánh sập rơi vào trong tay hắn. Hòa lý quang quát, hòa rát. Lục bì man nhân một thước nằm từ trong đất đá vỡ vụn lao tới tức giận tột độ muốn cướp lại vũ khí của mình. Phanh! Tay trái của Lâm Bắc Thần huy động lang nha bổng, hóa thành kiếm thức, một bổng đánh xuống đỉnh đầu của lục bị man nhân này. Não bị đập vỡ tan tành, thân thể đắc lư như uống rượu say, lập tức ngã xuống. Cái thứ không chịu nổi một kích. Lâm Bắc Thần lắc đầu thét lớn, cao thủ đâu, bước ra đánh một trận với ta. Hắn tay phải chỉ đục chi hồn, tay trái lang nha bồng cầm đem với chiêu đầu của 17 kiếm thi triển ra nhưng căn bản không có kẻ địch nào phù hợp tu vi cảnh giới ngũ hành thiên nhân cấp 3 có thể đánh bại thiên nhân cấp 5 dù sao trước mắt cũng không có người quen là bác thần quen thuộc với thực lượng ngũ hành vì thế thành nhau thi triển huyền khí thuộc tính khác nhau oanh ngọn lửa ngập trời khói độc bốc lên bẫy rập trực tiếp bị thiêu hỏng Âm âm Mặt đất đột nhiên chấn động Làm cho cơ quan ngầm Lục bì ma nhân ẩn giấu dưới đất Còn chưa phản ứng lại Trực tiếp bị đè ép trở thành bùn não suy xuy dây đẹp khổ héo đột nhiên sống lại Hóa thành mãng xà bình thường Lục bì ma nhân ẩn nấp trong dây đào khổ héo và những cây cổ thụ lập tức bị trói buộc và treo cổ mà chết. Sưu sưu sưu. Một số vũ khí trên thầy lục bị ma nhân mật khống chế được trực tiếp hướng thẳng vào đỉnh đầu bọn chúng mỗi tên của tên thổi vào trong mau đựng tên bắn ra bắn gãy ít hầu của bọn chúng còn có một số đục bị ma nhân thực lực hơi thấp một chút một khi tới gần đâm bắc thần nước trong cơ thể lập tức bốc hơi phảng phất như bức tượng bằng cát hóa thành bột phấn sụp xuống lâm bắc thần liên tục chuyển đổi lực lượng khác nhau hắn vận dụng và nắm giữ lực lượng ngũ hành trong cơ thể cũng càng ngày càng thành thạo. Giết! Kiếm quang lóe ra. Từng tên độc bị man nhân lần lượt bị chém giết. Lâm bác thần giống như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương không thể ngăn cản được. Cũng không biết qua bao lâu, trước quan hắn đột nhiên không còn nhìn thấy bóng dáng của độc bị man nhân nữa. Lâm bác thần cầm trường kiếm nhìn xung quanh tứ phía. Trong tầm mắt của hắn tất cả đám người trục bị ma nhân đều đã biến mất. Người đâu rồi? Mặt hắn độ vẻ nghi hoặc. Đều đao tàu rồi à? Vậy phải đuổi theo. Lúc này, có bóng người xà xà lóe ra. Là Bạch Hải Triều, Bạch Sơn Nhạc, Bạch Tiểu Tiểu. Cường giả của bộ tộc Bạch Nguyệt. Rốt cuộc, bọn hắn cũng đã đuổi đến nơi. Bọn họ dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Lâm Bắc Thần. Ngay cả trong mắt của cường giả thiên nhân cấp 5 Bạch Hải Triều cũng đều là sự kiên kỵ các người, các người nhìn tan như vậy làm cái gì? Lâm Bắc Thần lấy kiếm khí ở trên hư không viết chữ hỏi. Đừng thất thần nữa, thừa thắng truy kích, tranh thủ một lần là xong. Đừng để cho mấy tên lùn, lục bi kia tránh mất, giết, giết, giết. Đừng giết nữa. Bạch Hải triệu viết chữ trên mặt đất nói, đều bị người giết hết rồi. Hả? Lâm Bắc Thần giật mình choáng váng. Bạch Tiểu Tiểu đi đến giữ bà vai của Lâm Bắc Thần, viết chữ nói, bao gồm tộc trưởng, trường lão, cường giả tinh nhuệ của bộ lạc lục vị ma nhân, tất cả đều đã bỏ mạng dưới kiếm của ngươi. Lâm Bắc Thần giật mình, chậm rãi khôi phục lại tinh thần. Con nghĩa là hắn vừa rồi giết đến mụ mị đầu óc. Một người một kiếm một bổng, tận diệt toàn bộ trung cao tầng của bộ tộc lục bì ma nhân. Chuyện này, ta thật ra cũng quá mạnh đi. Trước đó nhìn thấy tộc trưởng Kim Tông Trạch, bộ tộc tích dịch Long Nhân, bị kỳ độc cốt nhục phần lì tán ám toán chết trong mật thất bế quan lâm bắc thần còn tưởng rằng đây là mưu đồ của bộ tộc lục bì gia nhân âm thầm tích trữ tiềm lực đáng sợ không gì sánh bằng không ngờ lại vô dụng đến vậy hắn còn chưa đánh hết sức đã bỏ mạng cả rồi đúng là không chịu nổi bột kích cho các người cơ hội các người lại quá vô dụng lâm bắc thần đành phải thu hồi trường kiếm trong buồn bực nhìn đang nha bổng màu bạc trong tay thanh vọng này không tội cũng không biết được làm từ chất liệu gì có thể chính diện đối kháng với trấn quốc trì khí của đế quốc bắc hải lục chi hồn chất liệu tuyệt đối là thứ bất phạt lâm đại thiếu không chút do dự thu vào trong bài đủ netic tiếp theo đến đợt càn quét chiến trường thu sạch chiến lợi phẩm lâm mắc thần thất vọng lần thứ hai đám độc bị gian nhân này còn nghèo hơn cả tích dịch long nhân đồ lục soát được ngoài ám khí kịch độc chính là mấy món đồ linh tinh như thi thể, bẫy rập, cơ quan. Bộ lạc Bạch Nguyệt phải mất hai canh giờ mới xử đi sạch sẽ toàn bộ tai họa ngầm trong toa cổ thành này, đem tất cả những gì đáng giá gom lại một chỗ. Có mấy quyển sách cổ làm từ da thú, một vài loại am khí vớ vẩn, thiết bị hành hình đáng sợ, còn có mấy chai lọ bên trong đựng độc dược cổ quái. Đây là lục ma kinh của bộ tộc lục bì gia nhân, bên trong kỳ đại thủ đoạn giải phẫu, giết người, ám toán, còn có kịch độc, cốt nhục, phần ly mà bọn họ nghiên cứu chế tạo, cùng với cả cách đặc chế tên thổi. Bách Hải Triều viết chữ nói, những món đồ có giá trị của bộ tộc lục bị gia nhân, tất cả đều là chiến đợi phẩm của chủ trưởng lão ngài, mời nhận lấy cho. Tụ trưởng đại nhân dùng từ ngài để xưng hô với hắn. Có thể thấy một màn, một người diệt một thành, điên cuồng giết chóc của Lâm Bắc Thần thật sự dọa sợ đám cường giả bộ tộc bạch nguyệt rồi chuyện này lâm bắc thần nhìn thấy những chiến đợi phẩm này do dừng một chút dùng kiếm khí viết chữ trên hư không nói kỳ thật con người ta không thích tiền cho lắm nhìn thấy tiền tài cho dù là món có giá trị hơn nữa ta cũng không có hứng thú dừng một chút hắn tiếp tục viết chữ nhưng những món đồ của bộ tộc lục bị giàn nhần thật sự quá đê tiện và dơ bẩn ta không thể để chúng làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của các chiến sĩ bộ tộc Bạch Nguyệt được. Cho nên ta đành viện cưỡng nhận lấy, giúp các người xử lý. Nói chưa xong, đã thu lại toàn bộ chiến lợi phẩm trước mắt. Cho dù ta không cần, trèo trên áp nhàn cư, chắc chắn cũng có thể bán được không ít tiền đây. Cái khác không nói, chỉ đơn kỳ độc cốt nhục phần lì, có thể vô thành phụ tức độc chết cả thiên trần cấp năm cổ thành hoang tàn sắc trời đỏ sẫm như máu các chiến sĩ đế quốc bắc hải đứng trên tường thành đang nghiêm túc chờ đợi thân xác khẩn trương nhưng mãi cho đến khi huyết sắc trên bầu trời tàn đi vẫn không xuất hiện cảnh tượng hoang dã yêu ma quỷ quái tiến đến tấn công thành như trong tưởng tượng đây là lần thứ mấy rồi trong lòng bắc hải nhân hoàng thở dài nhẹ nhõm ngừng trọng trên mặt tả tướng cũng tiêu tán không ít lại nói Lần thứ năm trong ngày hôm nay Lần thứ năm sao Bác Hải Nhân Hoàng thở dài một tiếng Lại nói Người nói xem Trong thời gian tới hoàng gia yêu ma quỷ quái Có khả năng cũng sẽ không xuất hiện được không Bây giờ nói lời này vẫn còn sớm Ta tướng vẫn giữ tinh thần cảnh giác cẩn thận Hơn 10 ngày trở lại đây Đoàn khảo hạch Bắc Hải kinh ngạc phát hiện Tần suất hang dạng yêu ma quỷ quái tiến công cổ thành bắt đầu giảm đi một cách chóng mặt. Giống như khi nãy, mỗi lần không trung biến thành bầu đỏ, nhận định có yêu ma quỷ quái tấn công thành. Đến bây giờ cứ ba bốn lần không trung bầu đỏ, thì chỉ xuất hiện một lần yêu ma quỷ quái tấn công thành mà thôi. Chuyện này cùng với tư liệu được ghi lại trong thiền quốc trì chiến hoàn toàn bất động. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì độ khó của khảo hạch tăng lên? Không thể nào. Độ khó tăng lên không phải là nên có càng nhiều yêu ma quỷ quái hoang dã tấn công thành sao? Nhưng dù thế nào, áp lực trong lòng mọi người cũng đã vơi đi không ít. Dù sao thì, nếu như yêu ma quỷ quái công thành thường xuyên, đoàn khảo hạch Bắc Hải thật sự có thể sẽ bị giết. Mấy ngày nay thiệt thòi cho Lâm Bắc Thần, phải thường xuyên phái người đưa thần dược, thần quả tới chống đỡ, mới khiến cho đoàn khảo hạch Bắc Hải vẫn duy trì được chiến lược. Cũng không xuất hiện quá nhiều thương vong Đợi đã Những thành sự thành quả đó Được đưa đến như thế nào Hình như bọn hắn quên cái gì, gì? nhỉ Năm về bác Hải Nhân Hoàng Nghĩ tới chuyện này Ngoài trừ sự cảm kích với lầm đại thiếu ra Trong lòng còn không khỏi xuất hiện Cảm giác hoang mang Lầm đại thiếu chậm một ngày không trở về Mọi người thêm một ngày không an tâm Dù sao thì hắn đã đi vào Ngoại vực khư giới Đã 23 ngày rồi thời hạn khảo hạch cũng sắp đến mà mục tiêu hoàn thành việc thống nhất tiểu thế giới này còn cách rất rất xa trong lòng mọi người đều lo lắng như bị lửa đốt mỗi một thành viên đoàn khảo hạch thực tế trong lòng bọn họ đã đạt được nhận thức chung trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch đã trở thành hy vọng xa vời trước mặt mục tiêu thiết thực nhất là có thể sống từ nơi này đi ra ngoài về phần kết quả khảo hạch thất bại dẫn đến bị đánh trượt ư bây giờ đã không thể nghĩ nhiều như vậy nữa chỉ cần còn sống là còn có hy vọng sẽ đến chân núi ắt có đường truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi trong không nhưng không được phép lơ là tay không rời đau không cởi bỏ áo giáp để cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào bác hải nhân hoàng hạ lệnh nói bầu không khí trên đầu tường thành thay đổi rất nhiều Tương lãnh cùng bọn lính đều tranh thủ từng giây từng phút nghỉ ngơi, tu luyện. Trải qua mấy ngày chiến đấu vô cùng gian khổ này, chiến sĩ đoàn khảo hạch Bắc Hải tổn hại khoảng một phần. Đây đã là một con số kỳ tích rồi. Phải biết rằng kẻ địch mà bọn hắn gặp phải dường như đều là những kẻ địch không có khả năng chiến thắng. Đám hoàng gia yêu ma quỷ quái vô cùng cường đại, tựa như ác mộng, khiến người khác hít thở không thông. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trải qua những trận chiến đấu tuyệt vọng như thế này, thực lực của đội quân điên cuồng tăng lên. Bất luận là thể lực hay là phối hợp chỉnh thể đều tăng lên ba bốn lần. Ít nhiều là do thần quả mà Lâm Bác Thần đưa tới. Quả thực còn thần diệu hơn nhiều huyền thạch. Bình lính sau khi dùng thần quả, chẳng những tu vi huyền khí tăng lên, khí lực trở nên lớn hơn, mà còn có được thể chất tăng vọt, thoát thải hoán cốt, cảm giác thiên phú tu tuyển cũng được nâng lên nếu có thể sống sót đi ra ngoài chỉ bằng đội quân này biết cách chỉ huy sẽ có thể quét ngang chiến trường biên giới phía bắc chấm dứt chiến tranh mấy trăm năm nay trong lòng của bác hải nhân hoàng thậm kỹ có lẽ đây mới là thu hoạch lớn nhất đợt khảo hạch lần này một mùi thịt nướng thoang thoảng bay trong không gian ánh mắt của bác hải nhân hoàng nhìn qua nhìn thấy tiêu bính cam trên đầu tường thành tập trung tinh thần nướng thịt. Quang tường, vương trung, ngân bạch vệ và cô hầu gái đang ngồi một bên ăn lấy ăn để, miệng còn đầy dầu mỡ. Trên mặt ông ta hiện ra ý cười. Cũng thiệt thòi đám gia hỏa không biết quy củ này. Nhờ bọn hắn vội khi rơi vào thời khắc nguy cấp, không màng tất cả mà ra tay. Đem những con át chủ bài ra, biểu hiện xuất thần khiến mọi người không khỏi kinh ngạc hết lần này đến lần khác trấn giữ ở đầu tường thành cứu vãn tình hình nghịch chuyển chiến cuộc trong lòng của bác hải nhân hoàng nhịn không được mà hâm mộ nếu tiểu đội này thuộc sở hữu của mình việc tiêu diệt đế quốc cực quang cũng không phải không có khả năng nhưng đáng tiếc tất cả bọn hắn đều là người của lâm bắc thần trong lòng của bác hải nhân hoàng biết rõ lâm bắc thần không phải người ông ta có thể nắm trong tay mặc dù hắn là vua một nước hiện giờ cũng chỉ có thể mượn sức mạnh của lâm bắc thần mà thôi. địch tập kích, địch tập kích. có yêu ma quỷ quái đang tới gần, chuẩn bị chiến đấu. trên đầu tường thanh truyền đến tiếng kình hồ của bình tĩnh. nháy mắt bình khí rút ra khỏi vỏ, âm thanh bà giáp sắt vang lên. trên đầu tường thanh, tướng đánh cùng bình tĩnh mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tiến vào trạng thái chiến đấu. năm người bắc hải nhân hoàng tập trung nhìn lại chỉ thấy rất nhiều bóng người phía xa từ trong hoàng dạng đi ra. Mấy trăm hoàng dạng yêu ma quỷ quái hình người, tự như sấm sét rít gào, tốc độ nhanh khiến người khác không nói đến đời, hướng tới gần cổ thanh. Không hay rồi, để có hoàng dạng yêu ma quỷ quái đánh tới, tả tướng nhìn lên không trung. Bầu trời không có màu đỏ tươi của máu, thật là kỳ lạ. Hắn giống như cao tinh hàn đứng bên cạnh, cũng không dám lơ là chút nào lập tức âm thầm vận chuyển huyền khí, sẵn sàng ra tay bất kỳ lúc nào. Hoàng gia yêu ma quỷ quái lần này tới có chút không được bình thường đi, đều là sinh vật có hình dạng con người đầy đủ. Hơn nữa thực lực của bọn họ cũng quá mạnh. Từ lúc phát hiện bọn chúng đến nay mới qua vài phút, thế nhưng bọn chúng đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước trong nháy mắt đi tới bên dưới tường thành. Phiền toái lớn rồi trong lòng mọi người giống như bị tảng đá lớn đè nặng vậy, hít thở không thông. Không khí nháy mắt khẩn trường tích cực hạn, chuẩn bị. Bác Hải Nhân Hoàng đã sờ cào cánh tay lên, chỉ cần hạ lệnh, nọ bọc thép cùng pháo huyền đăng sẽ bắt đầu đổ vang, tranh thủ trước khi kẻ địch chưa tới gần tường thành. Trước tiên cho bọn hắn một chút đả kích. Đúng lúc này, đợi đã là thiếu gia. Ánh mắt sắc bén của thiên tiến lập tức nhìn lâm bắc thần bị đám người mọi rợ vây bên trong nhất thời kinh hô thiếu gia bị bắt bọn hắn tìm đường chết ta phải đi cứu thiếu gia xông lên nàng thét lên một tiếng nhảy từ trên tường thành xuống động đám người đại thống lĩnh cấm quần đầu sơn quan lập tức ong ong như bị đập mạnh lâm đại tiếp bọn hắn ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã quay trở lại nhưng ai ngờ được rằng khi trở lại là với thân phận một tù binh xong rồi thật sự là xong rồi. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng trong giây tiếp theo, Lâm Bắc Thần, kẻ được cho là bị đám người mọi trợ bắt làm con tin, đột nhiên dùng chiến thuật thoát ra, xuất hiện trước mặt tiến tiến, bàn tay gõ nhẹ lên đầu của tiểu thị được xinh đẹp. "Tù binh cái gì?" Lâm Đại Thiếu tức giận nói. "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta bị bắt hả? Thật quá đáng." bọn thiếu gia hùng dũng oai vệ khi phách hiền ngang, mang theo tin mừng quay về, rõ ràng là Tây Thiên Đại Thánh trần đạp bảy sắc cầu vồng nha. Tại cái miệng của ngươi, nháy mắt làm hầu bồng không khí, ta đã khổ sở vắt óc tạo ra. Thiếu gia, ngươi không bị bắt sao? Thiên Tiên vô cùng ủy khuất xoa xoa đầu, sau đó hoàn hồn một tiếng, liền nhảy vào trong lòng Lâm bác Thần, đầu dụi dụi trước ngực Lâm Đại thiếu, như một chú mèo hoang muốn được chủ nhân vuốt ve. Xa xa Bạch tiêu tiêu nhìn thấy một màn như vậy, mí mắt không khỏi giật giật. Giây tiếp theo, Thiên Thiên cũng chạy tới, còn có Tiểu Bính Cam, Quang Tương, còn có Vương Trung. Đồ chó này lại để hai bạch ngân vệ đích thân diều từ trên thành xuống mặt đất. Nếu tường bình nhảy xuống chắc chắn thịt nát xương tàn và chết. Tiểu già hu hu hu, người rốt cuộc đã trở lại rồi. Vương Trung tiến lên, ôm lấy đùi Lâm Bắc Thần, dáng vẻ vô cùng kích động dùng sức chùi nước mắt nước mũi đền đùi lâm bắc thần nói ta còn tưởng người đã chết rồi lòng đau như cắt cái đầu bạc tiễn người đầu xanh lâm đại thiếu không chút khách khí dùng một cước đá bay lão quản xa quay lại trên tường thành đồ chó này lại chiếm tiện nghi của ta thiền thiền cũng lao vào trong ngực của lâm bắc thần vòng tay ôm chặt cổ hắn thoáng e lệ nhưng kiên định chụp một cái hôn lên mặt lâm bắc thần phía xa xa Bạch Tiểu Tiểu nhìn thấy một màn như vậy, mí mắt giật giật lần thứ hai. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra vẻ phiền muộn. "Hay giả ta thừa nhận là ta có mỹ mạo cùng tài hoa đáng lẽ không đền có ở độ tuổi này." Hàn Huyên một hồi, Lâm Bắc Thần đi tới đầu tường thành. "Bệ hạ, hoàng quân nhờ ta gửi lời đến ngài." Lâm Bắc Thần vui tươi hớn hở nói. "Nhưng thật đáng tiếc, Bắc Hà nhân hoàng không phải trù thì bậu không đã tiểu tử nhà người dẫn quỷ đến đây phải không? Mà là vô cùng kinh ngạc chỉ vào bộ tộc Bạch Nguyệt phía dưới mà nói. Hoàng quân à, bọn hắn sao? Lâm Bắc Thần nâng tay lau mồ hôi trên trán. Những năm tháng không có ai để pha trò, thật là tịch mịch đi. Lâm Bắc Thần kể sơ qua những chuyện đã xảy ra trước đó cho bác hải nhân hoàng nghe. Bạch tù trưởng đã tới kết minh cùng chúng ta. Bệ hạ chỉ cần kết liên bình với một thế lực thì nhiệm vụ khảo hạch lần này của chúng ta có phải sẽ hoàn thành không? Không ai trả lời. Năm người trứng lên đứng trên đầu tường thành là Bắc Hải Nhân Hoàng, Tà Tướng, Cào Thăng Hàn, toàn bộ đều đang ngây người, tự như bị bị đồ tòa nước nhìn một cái, hóa thành tượng đá vậy. Bọn họ cũng không dám tin lời nói của Đâm Bắc Thần. Đây là mơ sao? Ta đang nằm mơ phải không? Bác Hải Nhân Hoàng tự nhéo đùi mình, Tạ tướng hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi Cao Tăng Hàn vô cùng tàn nhẫn Đâm chính mình bột kiếm Phập một cái Máu chảy ra như suối vẻ mặt của Lâm Bắc Thần vô cùng khoái trí Đúng vậy Hắn chính đã muốn nhìn thấy cảnh tượng này Khiếp sợ hơn một chút Khoa trương hơn một chút Khó tin hơn một chút Wow ha 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 Thành tích vĩ đại của ta Quả nhân làm cho đám phạm phù tục tử này sững sờ. Hiệu quả này chính là điều hắn muốn thấy. Bệ hạ, bệ hạ, tỉnh lại Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói Tu trưởng bộ tộc Bạch Nguyệt Còn đang ở dưới thành Chờ kết minh cùng ngài đấy Kỳ chính là một vị thiền nhân cấp năm Không thể đón tiếp, chậm trễ được Bác Hải Nhân Hoàng như vừa tỉnh mộng Những gì người nói đều là sự thật sao Hắn không phải là người không biết cách đối nhận sự thế Nhưng cảnh tượng trước mắt Khiến cho hắn vẫn không thể tạo tin nổi Thật, thật như vàng thau nha lỡ bác thần vỗ ngực cam đoan bác Hải nhân hoàng nhìn thấy những đại thần xung quanh cũng đang kiếp sợ dường như không nói nên lời lúc này mới để ý quần áo dùng nhàn nói chư vị ái khanh theo chậm đi xuống ngành đón tù trưởng bộ tộc bạch nguyệt nhóm đoàn khảo sát đều đi xuống đầu mà lúc này trên đầu tường thành cũng đã truyền đến tiếng hoan hô ầm vàng như sóng thần rất nhiều tương lĩnh cùng binh lính nước mắt không ngừng tuôn ra người mà bọn hắn chờ đợi trong khoảng thời gian tuyệt vọng cùng đen tối nhất đã quay trở lại, mang thắng lợi trở về, mang quang minh trở về. Các tướng lĩnh hoàn hồ nhảy nhót, ở trên đầu tượng thành hồ to tên Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần. Âm thanh đều nhịp như thể có người bắt nhịp, âm vang mạnh mẽ hướng thẳng lên trời cao, không ngừng hướng tứ phương tám hướng cổ thành mà vang đi. Lâm Bắc Thần cười tùm tìm vẫy tay, hưởng thụ hết thảy. Đây đều là những gì ta đáng được nhận. Nếu bây giờ ta bưu phản, xử lý Bắc Hải nhân hoàng, thì không biết sẽ thế nào. Những người này không biết có đối xử với ta như kẻ trộm không. Hắn vui vẻ suy nghĩ. Lâm đã thiếu biết chữ của bộ tộc Bạch Nguyệt, đảm đường làm phiên dịch quan giữa hai thế được. Con Lâm Bắc Thần yêu nghiệt này lên tiếng. Mọi người trong bộ tộc Bạch Nguyệt đường nhìn không có ý kiến gì với nội dung bình ước. Mà bác hải nhân hoàng chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch lần này, cho nên càng nhanh chóng đáp ứng điều kiện kết liên minh, không hề có ý tưởng phát triển thế lực của mình đến thế giới này. Hai bên ngược lại ăn nhịp với nhau đến kỳ lạ, trò chuyện với nhau vô cùng vui. Chỉ là đám người bộ tộc Bạch Nguyệt đều cảm giác vô cùng kỳ quái. Cường hãn phù địch như chủ trưởng lão thế nhưng không phải là người quyền thế cao nhất đế quốc Bắc Hải, mà phải nghe lệnh của Nam Trung Liên thoạt nhìn vô cùng yếu đuối trước mặt. Còn nữa, chiến sĩ của người Bắc Hải cũng quá yếu đi. Mà đám người Bắc Hải nhân hoàng cũng không khỏi buồn bực. Lâm Đại Thiếu không phải nói hắn hy sinh sắc đẹp của mình, dùng mỹ mạo cùng tài hoa kinh người, đạt động bộ lạc bạch nguyệt, mới thuyết phục được đám dã nhân này xuất bình tiêu diệt bộ tộc tích dịch long nhân và bộ tộc lục bì ma nhân sao? vì sao thoạt nhìn đám dã nhân này lại vô cùng cung kính tôn sùng lâm đại thiếu như thế hắn mới là tu trưởng bộ tộc này vậy hiệp nghị rất nhanh được ký kết rốt cuộc cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi bác Hải nhân hoàng cuối cùng cũng yên tâm kích động có mà nén được lần này xem như hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch một cách xuất sắc kế tiếp đế quốc bác hải chắc chắn sẽ vượt qua lần đánh giá khảo hạch lại chuyện sau này nhất định là thuận buồm xuôi gió để quốc đích thật là quật khởi đã không còn xa nữa. Hoàng đế bệ hạ trong lòng hưng phấn, ra lệnh thiết yến, chiều đãi vị khách tôn quý, rượu ngon món ngon được bưng lên. Tiểu binh cảm lại mồ hôi như mưa, ngồi nướng thịt, làm nhân viên nướng thịt. Mà lần đầu tiên cục trưởng được thưởng thức hương vị rượu ngon trong truyền thuyết, năm người bộ tộc Bạch Nguyệt uống lấy uống để, say mệt cả hát, vừa hát vừa nhảy. Tuy rằng không hiểu ngôn ngữ lẫn nhau, nhưng biểu cảm và động tác có thể thay thế lời nói. Huống chi còn có nhân viên số 2 phiên dịch quan Lâm Bắc Thần. Lâm Thiên Nhân, người để giúp trẫm lập được tại công rồi. Bác Hà Nhân Hoàng uống rượu có chút ngà ngà say, mở miệng hứa. Mấy đứa con gái của trẫm đều chưa cả đi, dùng mạo như hoa, tùy ngươi lựa chọn. Lâm Bắc Thần ánh mắt sáng lên nói, được chọn mấy người? Bác Hà Nhân Hoàng đang uống rượu, suýt nữa thì sặc. Người chẳng đã còn muốn lấy hết phần thiên hạ sao? Lâm Bắc Thần vẻ mặt hèn mọn, lấy ra tờ giấy nói. Bệ hạ, chúng ta ngồi xuống cẩn thận tính toán nhé. Không cần đâu. Bác Hải Nhân Hoàng giật mình một cái nói. Người muốn lấy mấy người thì lấy mấy người. Lâm Bắc Thần vui vẻ. Nếu như mình đem bán đấu giá công chúa, hẳn có thể đầu cơ kiếm lợi, có thể thu được không ít huyền thạch nhé. Nhất là đế quốc Bắc Hải chắc chắn quật khởi quyền thế của Bắc Hải Nhân Hoàng sẽ lại tăng thêm một bậc. Nếu tiêu diệt đế quốc cực quang, vậy đám công chúa Bắc Hải càng đáng giá hơn. Hắn càng nghĩ càng thấy vui. Làm như vậy có phải rất khốn nạn không? Đến lúc đó, cũng có thể cho những công chúa đó tự mình lựa chọn. Ta chỉ thu tiền xứng lễ là được. Về phần đồ cưới, ta xem ai dám đòi trực tiếp đánh chết hắn. Bạch tiểu tiểu trước mắt bao cười, trực tiếp đi tới ngồi trong lòng lâm bác thần, hai tay đặt trên cổ của Lâm Bắc Thần. Rượu ngậm trong miệng nàng, rót vào trong miệng Lâm Bắc Thần. Một bàn này khiến tất cả người của đế quốc Bắc Hải đều ngây người. Vậy là Lâm Đại Thiếu thật sự hy sinh nhàn sắc của mình sao? Hóa ra những lời hắn nói trước đây không phải là nói đùa. Chịu nhục chịu khổ để hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Đại Thiếu vì hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch lần này. Thế mà bị nữ nhân này, thảm, thật sự quá thảm, quả thực là đến mãnh hổ cũng phải rơi lệ. Năm người đoàn khảo hạch Bắc Hải chưa cảm thấy tim can của mình bị đả kích nghiêm trọng. Thiếu gia. Hai tiểu thiên tự trắng trẻo xinh đẹp, thiến thiến cùng thiên thiên, rừng rừng nước mắt. Thiếu gia trị quỷ hoát rồi. Trước kia thiếu gia quyến rũ giả vị ương, quyến rũ những nữ tử khác. Nhưng tốt xấu gì bọn họ đều có dùng mạo tuyệt trần. Nhìn tư tử man di bộ tộc Bạch Nguyệt, màu da đen xì này đi, thật đã ủy khuất cho thiếu gia nhà ta. Lâm đại thiếu bị ô uế rồi. Lục Sơn Quan cùng những tướng lãnh khác trong lòng trần gặp sự đồng tình vô hạn. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Lâm đại thiếu bị tiểu hắc này trà đạp ở trên giường, hay giả, dạ, càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu sao có chút kích thích. Mặc dù thiếu nữ này ta hơi đèn một chút, nhưng dáng người và dung mạo thật sự xinh đẹp vạn người có một, khiến người khác chỉ nhìn một cái vậy mà sinh ra cảm giác kinh diễm không nói đến đời. Dù sao các tướng sĩ bình thường khác cũng không giống quý tộc đế quốc cố chấp với tiêu chuẩn trắng là đẹp. Vì thế cảm giác đồng tình vừa sinh ra đột nhiên biến mất, biến thành cảm giác hâm mộ, lầm đại thiếu, buông cô gái kia ra hay để chúng ta giúp người. Chúng ta cũng nguyện ý hy sinh tân mình vì đất nước. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn cười hằng hắc cũng không nhanh đó khó chịu ôm bạch tiểu tiểu vào trong lòng vỗ vỗ mông của nàng mông lớn bị vỗ trung nhẹ lại nói yêu nghiệt nhà người có tin bổn tọa lập tức lấy phục yêu cồn pháp đánh tan nguyên thần cùng hồn phách của người không <laughs> bạch tiểu tiểu nở nụ cười kiều bị nữ tử của bộ lạc này tuy giả tính mười phần nhưng kỳ thật không phải kiểu nữ tử phóng đáng tôi lại là ngày thương nàng sẽ không ở trước mắt nhiều người như vậy tuyên thệ chủ quyền nhưng mà hôm nay nhìn thấy cảnh thiến thiến cùng thiên thiên nhảy vào lòng lâm bắc thần không biết vì sao nàng muốn dùng phương thức này thể hiện chủ quyền của mình lâm bắc thần không hề vội vàng đẩy nàng ra khiến trái tim nàng bao trùm bởi cảm giác hạnh phúc mỹ mãn nàng cũng chỉ cầu mong như vậy mà thôi lâm bắc thần đã làm nàng thỏa mãn gấp bội rồi yến hội được tiến hành rất thuận lợi bởi vì có lầm đại thiếu, song phương đều biểu hiện vô cùng nhiệt tinh. Nhất là có sự có mặt của côn, khiến cho người bộ tộc Bạch Nguyệt vô cùng thích thú, uống đến say mềm. Nam nữ thanh niên trong bộ lạc vừa múa vừa hát. Nhất là có sự có mặt của cồn khiến cho người bộ tộc Bạch Nguyệt vô cùng thích thú, uống đến say mềm. Nam nữ thanh niên trong bộ lạc vừa múa vừa hát, hơn nữa còn lôi kéo đám người đội khảo hạch Bắc Hải tiến hành tiên hoàn bên lửa trại. Bác Hải Nhân Hoàng trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, còn muốn lừa gạt mấy cường giả bộ tộc Bạch Nguyệt trở về, nhưng sau khi thử đều thất bại. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, tiệc rượu mới chấm dứt. Người bộ lạc uống xanh mềm không thể trở về, tạm thời hạ trại bên ngoài thành. Lâm Bác Thần cũng không trở lại cổ thành, mà ở lại doanh địa bộ tộc Bạch Nguyệt. Một đêm nay Bạch Tiểu Tiểu thật sự điên cuồng, liên tục tham trận, liên tục thất bại nhưng vẫn liên tục thảm chiến. Trong cơ thể mềm mại, nóng như bị lửa thiêu đốt, dường như có năng lượng vô hạn bên trong, giả tính bừng lên. Giống như một đóa hoa tươi phải nở rộ toàn bộ vẻ đẹp của nó trong một đêm nay vậy. Cũng giống như một mồi lửa phải phóng thích toàn bộ sức nóng trong đêm nay. Giống như một mảnh chân tình phải đấy ra để cho người kia nhìn thấy thật rõ ràng, khiến cho nó mãi mãi khắc sâu trong sinh bệnh cùng linh hồn của người kia đêm dài chậm chậm trôi đi nhưng rồi trời cũng sáng dù lâm bắc thần thân là chiến sĩ thiền phú ngũ hành khi bình minh lên cũng có chút buồn ngủ ôm hắc minh nhân xinh đẹp đi vào giấc mộng đợi cho đến tận khi mặt trời đã lên cao lúc hắn tỉnh lại bạch tiểu tiểu đã không còn ở trong đều nữa hắn đứng dậy kinh mạch giãn ra chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái thay quần áo xong lâm bắc thần đi ra khỏi đều cũng không biết có phải là ảo giác hay không bên ngoài có chút nắng vùng hoang dã xung quanh bỗng trở nên có ba phần thơ mộng bảy phần say lòng người tuyết quả trải dài không dứt đang được vận chuyển đến trong trại thành bầu đen giao đến tay của lâm bắc thần lâm đại thiếu ứng trước một phần tiền lời của mình vấn đề hiện nay là đợi cho đến khi trở về đông đảo Trân châu lâm bắc thần cũng không dám chắc mình có thể quay lại Bạch Nguyệt giới hay không? Nếu không thể đi đi lại lại giữa hai bên, có nghĩa là hành trình đến Bạch Nguyệt giới lần này chỉ là một chuyến du lịch mà thôi. bác Hải Nhân Hoàng đi vào trong doanh địa lần nữa, nói chuyện với người của bộ tộc Bạch Nguyệt, lấy vật đổi vật. Rượu, mỹ thực, lương thực, xa vị, giống cây nông nghiệp, đều là những vật từ thiết yếu cần phải trao đổi. Ồ, oh, tiểu tiểu sao tự nhiên không thấy đâu rồi? Lâm Bắc Thần cả buổi sáng cũng không nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu đâu. Chẳng thể đêm qua chiến bài cuối cùng không chống đỡ được quay về ngủ rồi. Không đến mức đó chứ. Đêm qua sử dụng xong tu thuật là âm dương giao cảm đại bị phú, giảng giải đạo lý. Đối với hắc mỹ nữ vô cùng có lợi nha. Lâm Bắc Thần gọi Bạch Linh nhìn lại, viết chữ hỏi. Trong mắt Bạch Linh Nhi lóe lên dị quang, xót so một chút, lấy ra một khối ngọc bài nhỏ, thần sắc trịnh trọng giao trò Lâm Bắc Thần một bài màu trắng trong suốt, có chút ẩm ẩm, còn tán ra mùi thơm mát tự nhiên. Hiển nhiên là vừa được tạo ra cách đây không lâu. Mặt trên viết một dòng chữ. Không phải ngươi rời xa ta, là ta không cần ngươi nữa. Là chữ của Bạch Tiểu Tiểu viết ra. Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Bạch Linh Nhi là bạn thân của Bạch Tiểu Tiểu, viết một dòng chữ trên mặt đất nói. Tiểu Tiểu nói, ngươi không cần đi tìm nàng, nàng phải rời khỏi Bạch Quyệt Giới, đi tới thánh địa khử giới đi theo bước chân của khâm vân tỷ tỷ nàng trở thành thánh nữ vĩ đại nhất của khử giới lâm bắc thần trầm mặc giữa hắn cùng bạch tiểu tiểu không có cái gọi là oanh oanh liệt liệt cũng không có muôn vàn trắc trở nó giống như là trong cuộc hành trình nhân sinh hai người xa lạ vô tình va phải nhau và yêu nhau từ hồ ngay từ đầu đã biết trước phải chia lìa nhưng lần gặp gỡ này lại không giống những người khác Lâm Bắc Thần tin rằng Ngay cả một cha nam như hắn Bật luận trải qua bao nhiêu tháng năm Bao nhiêu sương gió Cũng không thể nào quên được Đời này nhất định sẽ vĩnh viễn ghi nhớ sâu trong lòng Hắn đứng yên tại chỗ trầm mặc. Bạch Linh Nhi nhìn thiếu niên Mình vô cùng yêu mến trước mắt này Trong lòng âm thầm có chút sốt ruột Nhanh đi tìm nàng đi Tiểu tiểu nói rằng Người không cần đi tìm nàng Chính là muốn ngươi đi tìm nàng Người có phải kẻ ngốc không Sao vẫn còn chưa đi Lâm Bắc Thần hiểu rõ ánh mắt của Bạch Linh Nhi Nhưng hắn cũng không đi Mà triệu hồi ra lục chi hồn Vũ khí trấn quốc Con tay nhẹ nhàng vuốt thẳng thần kiếm Lâm Bắc Thần đưa thanh tải kiếm Màu xanh biếc này Từ từ đưa cho Bạch Linh Nhi nói Dạo thanh kiếm này cho tiểu tiểu Nói với nàng chúng ta sẽ còn gặp lại Bạch Linh Nhi có chút ngạc nhiên Muốn tiếp nhận thanh kiếm màu xanh biếc to bằng hai bàn tay này. Nàng biết đây là bội kiếm tùy thần của Lâm Bắc Thần. Thanh kiếm này rất có ý nghĩa đối với hắn, ý nghĩa như đại bổng cốt đối với tù trưởng vậy. Tiểu tiểu tỉ tỉ quả nhiên không tin tưởng lầm người. Tiểu côn đường cầm trường kiếm vui vẻ rời đi. Bác Hải Nhân Hoàng từ xa nhìn thấy một màn này, trong lòng từ từ hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Hắn làm bộ lơ đãng đi tới, lại làm bộ lơ đãng hỏi han Lục chi hồn tặng cho người ta Lâm Bắc thần thản nhiên nói Ồ Bác hải nhân hoàng làm bộ lừa đắng gật gật đầu Kỳ thật trong lòng ông ta Sắp nổ tung đến nơi rồi Trấn quốc chi khí của trẫm Cứ như vậy bị tặng cho người khác Tặng cho người khác Lâm Bắc thần mặc dù là tra nam Nhưng tán gái Thật đúng là mạnh tay chi tiền nha Chả trách mặc dù đều như thế Nhưng vẫn được rất nhiều nữ tử yêu thích mình có nên gả con gái cho tên tra nam này không? lần trước nói Lâm Bắc Thần có thể thoải mái lựa chọn công chúa, một nửa là nói đùa, một nửa là thật lòng. Dù sao thì yêu nghiệt như Lâm Bắc Thần, nếu có thể thắt chặt hắn với chiến sản đế quốc Bắc Hải, có thể đoán được tương lai đế quốc Bắc Hải sẽ vô cùng tươi đẹp. Mỗi trên người này phong tư như ngọc, ngoại hình thực lực đều là bất phàm. Nữ nhi của mình gả cho hắn, dù làm tiểu thiếp cũng không hề ủy khuất. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Bắc Thần tùy tiện nói một vài câu, liền nhẹ nhàng đem tặng món đồ quý giá như trấn quốc chi khí, lục chi hồn cho người ta. Thủ đoạn tán gái vô cùng cao siêu. Nữ nhi của mình sau này thực sự gả cho hắn, còn phải cạnh tranh với những nữ nhân khác. Bác hải Nhân Hoàng giả bộ lơ đãng rời đi. Trong lòng ông ta rối như tơ vò. Ông ta quyết định tìm cơ hội nói chuyện này với tả tướng có lẽ sẽ tìm ra. đến buổi chiều ngày thứ hai, mọi công tác trao đổi đều đã hoàn tất. lâm bắc thần mạnh tay bỏ ra hơn ba ngàn huyền thạch, một mấy bón đổ như phần bón bột tăng cơ, bột năng lượng, bột linh chi trên tào bao giao cho bộ lạc bạch nguyệt. thực ra hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy. đổi lại tính cách trước kia của lâm bắc thần, làm sao có thể bỏ ra nhiều huyền thạch đến thế? cho dù đánh chết hắn hắn cũng sẽ không làm vậy. Nhưng mà lúc này, Lâm Bắc Thần quả thực cam tâm tình nguyện bỏ ra ba ngàn huyền thạch này. Tại sao ư? Có lẽ là bởi vì nơi đây có một thiếu nữ tính cách kiều ngạo giống như con báo hoang. bộ tộc Bạch Nguyệt là gần được thống nhất Bạch Nguyệt giới. Các một mảnh đại lục chỉ có duy nhất chủng tộc của bọn họ. Hơn nữa dựa theo sự hồi sinh mạnh mẽ của cây thúy quả. Người trong bộ tộc năng lực cực mạnh đã số yêu mà quỷ quái hoang dã đã bị Lâm Bắc Thần tiêu diệt không còn lại mấy con. Vậy sự quật khởi của bộ lạc đang ở phía trước, tương lai ngày sau sẽ ngày càng mở rộng. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn có thực lực để tiêu diệt toàn bộ yêu ma quỷ quái, cũng có thể lựa chọn giữ lại một vài bộ tộc hoang dã yêu ma quỷ quái để sau này làm đối tượng cho những thành tiền trẻ tuổi của bộ lạc mà luyện chính bản thân mình. Nghe đồn thoại thần thụ này, sau khi sinh sôi nảy nở diện tích lớn trong một hệ sinh thái có thể bồi dưỡng lại đất mẹ cải thiện tình trạng đất tạo ra một thế giới như trên thiên đường có lẽ chẳng mấy năm nữa bộ tộc bạch nguyệt sẽ cải đạo hoàn đồng biến thành một thế giới mới non xanh nước biếc linh khí dồi dào mật tất cả những điều này là do vị thiếu niên đến cùng đoàn khảo hạch quốc tế đế quốc bắc hải đang vẫy tay từ biệt đem đến đang tích là vị thiếu niên mang đến kỳ tích này hôm nay sẽ phải rời đi trên đầu tường thành bác hải nhân hoàng sau khi đưa bảng thành tích nhiệm vụ khảo hạch ra mọi người đều có phản ứng y hệt nhau tim đập thình thịch không nói nên lời mà nhìn chăm chăm vào lệnh bài khảo hạch chỉ cần thần đạo trận pháp trong lệnh bài xác nhận hoàn thành nhiệm vụ sẽ chủ động mở ra cửa truyền thống đi đến kinh thành đế quốc bắc hải mọi người có thể trở về nhà sau đó hoa văn tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, tượng trưng cho thông đạo hiện ra. Hoa văn màu lam từ trên lệnh bài tỏa ra, tựa như cây bút chỉ vẽ, vẽ trên hư không một cánh cửa cao ức trường bởi thước. Thành công rồi, thông qua rồi, vạn tuế. Cả đoàn cao hạch của đế quốc Bắc Hải đều vỡ hòa. Thời khắc này rốt cuộc cũng đến. Mọi người theo thứ tự rời khỏi đây. Lâm Bắc Thần không nói gì, hướng doanh địa bộ lạc dưới thành vẫy vẫy tay sau đó xoay người tiêu sái rời đi để lại cho đám người bộ tộc bạch nguyệt một bóng dáng phong lưu tuyệt thế mỹ nam tử bên dưới thành mọi người nhìn lâm bắc thần rời đi theo cánh cửa không gian được mở ra trong hoang bại cổ thành mọi người trong bộ lạc bạch nguyệt bất luận già trẻ trai gái trên mặt đều lộ vẻ không đỡ tất cả mọi người biết rõ chu trường lão lần này rời đi cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Thậm chí có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại hắn nữa. Đối với người thiếu niên đem đến sự sống cùng hy vọng cho bộ tộc này. Trên giới bộ tộc Bạch Nguyệt đều vô cùng cảm kích và sùng kính. Thật đáng tiếc, hắn cuối cùng vẫn không ở lại. Tu trưởng Bạch Hải Triều trong lòng vô cùng tiếc nuối. Tên khốn này. Trường đạo độc nhãn cờ trí Bạch Sơn Nhạc, miệng thì chửi nhưng tay thì nâng lên lau nước mắt chú trưởng lão đi rồi Đây là cháu gái thân yêu của hắn bạch tiểu tiểu cô đơn một mình từ nay về sau chắc chắn sẽ mãi mãi sống trong nhớ nhung cùng hoài niệm nữ nhân bộ tộc bạch nguyệt đa tỉnh nhưng cũng trung tỉnh trưởng lão không khỏi đau lòng cho đứa cháu gái nhỏ của mình cả bộ tộc đều nhìn ra hai người lúc đó những chuyện nên làm đều đã làm bông hoa xinh đẹp nhất bộ lạc này hãm sống như thế nào đến cả ngốc cũng có thể nhìn ra. Phía sau truyền đến âm thanh khóc nức nở. Đó là Bạch Trình Nhi cùng đám tiểu cô đương trong bộ tộc đang buồn đến mức khóc thành tiếng. Trong bộ tộc Bạch Nguyệt mà nói, Lâm Bắc Thần vô cùng hoàn mỹ. Hắn có một loại mị lực không thể ngăn cản, tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dường như đã chiếm được trái tim của mọi cô đường trong bộ tộc. Hôm nay hắn xoay người rời đi, không mang đi bất cứ thứ gì, nhưng lại mang đi tình yêu vừa nảy bầm, đã khô héo của các thiếu nữ bộ tộc Bạch Nguyệt. Bạch Tiểu Tiểu chỉ vì muốn nhìn người trong lòng lần cuối, không biết đã chạy đến từ khi nào. Trên mặt vẫn là nụ cười quật cường. Nàng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy đến đây. Nhưng cho dù đã trong vô cùng đau lòng, nàng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười. Nàng không khóc nước nở đâu nhưng trong đôi mắt to tròn của nàng từ lâu đã ngập tràn nước mắt. Khi nhìn thấy bóng sáng của Lâm Vác Thần nháy mắt biến mất trong cánh cửa truyền tống kia, Bạch Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trái tim mình giống như bị cái gì đó lấy đi mất, đây là một khoảng trống, linh hồn cũng theo đó mà đi theo. Thật là khó chịu, thật sự rất khó chịu. Ta rõ ràng không muốn dây dưa với hắn nữa, tại sao khi nhìn thấy hắn rời đi, cảm giác chính mình như chết đi một lần tự vậy. Bạch Tiểu Tiểu gắt cao nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Tiểu Tiểu. Bạch Sơn Nhạc nhìn thấy nàng như vậy có chút lo lắng. Ra dạ, ra, dạ, ta muốn tham gia tuyển chọn, ta muốn đi tới thánh địa. Ánh mắt của Bạch Tiểu Tiểu kiên định nói. Thế giới ngoài kia có lẽ tràn gặp nguy cơ, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, nhất định phải đi ra ngoài nhìn một cái. Nếu thật sự có một ngày có thể gặp lại hắn để hắn nhìn thấy mình trở thành một con người hoàn toàn khác. Đồng đạo Trần Châu, đế quốc Bắc Hải, trong kinh thành, khói thuốc súng còn chưa tàn hết. Một vài tòa kiến trúc sụp xuống, còn có ngọn lửa nhỏ bắn ra. Trong đất đá vụn, còn có vài khối thi thể cứng ngắc, chân tay đều không có, khuôn mặt vô cùng dự tợn. Nhưng đội quân mặc áo giáp đỏ, toàn thân tỏa ra sát khí, trong tay cầm trường thương, đi đi lại lại tuần tra trên đường. Phạm là người nhìn thấy kẻ khả nghi, lập tức bắt lấy. Kẻ phản kháng trực tiếp giết chết ngay tại chỗ. Kinh thành ngày xưa phồn hoa như gấm, nay bị không khí tử vong cùng khủng bố bao trùm. Cho dù là ban ngày ban mặt, trên đường cũng yên tĩnh không một bóng người. Thi thoảng truyền đến một vài tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai, nhưng rất nhanh biến mất. Cũng có từng đợt âm thanh rống giận, kêu giết âm thanh chiến đấu vang lên, chuyển đến từ những con hẻm nhỏ. Kháng cự và chiến tranh lẻ tẻ xảy ra. Đội quân tinh nhuệ của thiên thảo hành tỉnh, hỏa diễm chỉ nộ. Mười ngày phía trước, hoàn toàn vây hãm thành phố lớn này, cho thấy đế quốc Bắc Hải hơn 500 năm lịch sử đang trong trạng thái diệt vong. Ngày thành bị phá, quân đoàn hỏa diễm chi nộ trực tiếp tàn sát hàng loạt người dân trong thành. Những người dân không kịp chạy thoát trong thời gian ba ngày ba đêm đã bị giết hại hơn phân nửa thành phố phồn hoa xưởng như biến thành tử địa Mai trở đến thần điện trên núi cao gia hoàng cầm trong tay quyền trưởng đi vào trong thành gặp quan chỉ huy hỏa diệm trì độ truyền xuống pháp chỉ của kim trì chủ quân sau đó là một trận chiến vô cùng tàn khốc không ai hay biết đã nổ ra bắt đầu ở dưới chân núi và cũng kết thúc ở đó màn diệt trong tàn ác kỳ đó mới chấm dứt quân đoàn hòa diễm chi nộ thiên thảo hành tịnh mới tạm dừng hành vi tàn sát hàng loạt người dân trong thành ngừng lại khắp nơi tìm dư đảng của hoàng thất không khí khủng bố vẫn bao trùm cổ thành phồn hoa này kinh thành khu sứ quán trung tâm liên bình đế quốc trung ương phòng kỵ sự một bóng người đang ngồi im lặng bên trong đột nhiên mở mắt nàng giơ tay trong lòng bàn tay một khối lệnh bài đánh giá cấp bậc đế quốc đang nhẹ nhàng tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, tựa như cảm ứng được cái gì. Rốt cuộc cũng đã hoàn thành nhiệm vụ sao? Bóng người ấy chậm rãi đứng lên. Một tâm lụa mỏng màu trắng che khuất khuôn mặt, dưới làn vánh màu trắng như ánh trăng, ẩn hiện đường cong cơ thể hoàn mỹ, mỹ lệ khiến người khác phải trầm trồ. Sao hắn trả tay chậm chạp như vậy? Bóng người xinh đẹp uyển chuyển nhìn tấm lệnh bài trong lòng bàn tay, thoáng tự hỏi, thầm nghĩ, Hắn ra tay chậm chạp như vậy Nhất định là có nguyên nhân Nhưng trong kinh thành lúc này Thế cục đã hoàn toàn thay đổi Vượt xa dự kiến trước đó Như vậy không thể Để đám người Bắc Hải Nhân Hoàng trực tiếp Truyền tống trở lại kinh thành Sau khi suy nghĩ một lúc Bóng người này ngón tay vuốt nhẹ Lên trên lệnh bài khảo hạch Thay đổi chút hướng đi của đường Hoa Văn Một lát sau Quang mang trên lệnh bài biến mất Trong phòng nghị sự một lần nữa Trở lên im ắng người đâu nàng nhẹ nhẹ giọng gọi rất nhanh hai thân ảnh tiến vào trong điện chính là hai người quý vô song và lự tín xa tam thông đang ở đâu nàng hỏi đại nhân hắn đến tân hoàng cung dự tiệc còn chưa về quý vô song vội vàng nói đi theo vệ thị thiên thảo công hãm kinh thành Xà tam thông trở thành cách quý của vệ thị nhận được đại ngộ như quốc dư tài nguyên tu luyện quan tước nhận được đủ loại tán dương. Hắn cũng vui vẻ hưởng thụ, dường như bất kỳ ai cũng sẽ không cự tuyệt những thứ này. Mấy ngày nay Sa Tam Thông làm không ít chuyện vì vệ thị, thậm chí tự mình ra tay, truy là thành viên hoàng thất họ Lý đang tháo chạy, dập tắt thế lực phản kháng trong kinh thành, cơ hồ bận tối mắt tối mũi. Mọi người xinh đẹp uyển chuyển nghe xong, mặt không chút thay đổi nào. quân tòa vừa mới nhận được tín hiệu, đoàn khảo hạch đế quốc Bắc Hải đã hoàn thành khảo hạch sắp quay trở về. Giọng nàng chậm rãi nói, cái gì đã về rồi. Trên mặt của quý vô song cùng đự tím lập tức toát ra vẻ khó tin. Tin tức của bọn hắn cũng không bị chặt đứt. Theo nhân sĩ xa tam Thổng nói, bọn hắn mới sớm đã biết khảo hạch lần này dường như đã xảy ra vấn đề, độ khó tăng cao. Cho dù là đế quốc cấp 6, cấp 7 cũng không thể thông qua khảo hạch này được. Đông người Bắc Hải nhân hoàng mà có thể còn sống quay trở về. Nếu những lời này không phải do người trước mắt nói ra, hai người quý phụ sòng tuyệt đối sẽ coi đó là lời nói đùa không thể xảy ra. Nhưng trận pháp truyền tống quay trở lại hình như có chút vấn đề. Bọn họ hiện tại bị truyền tống tới nơi nào còn chưa biết. Chúng ta phải mau chóng thông báo việc này với Điền Bình, tránh trường hợp hội nghị Điền Bình bị đánh trở tay không kịp. Bọn người xinh đẹp yếu điệu nói xong, cất bước ra bức thư đã sớm chuẩn bị nói. Bồn toàn đã viết thư nói rõ tình huống rồi. Hai vị, hãy tự ký hạ án tín, dùng tốc độ nhanh nhất truyền đi. Hai người quý vô song không dám chậm trễ. Bên trong đoàn đại biểu tiền bình của đế quốc Trung ương, có một vị chủ sứ cùng ba vị phó sứ. Trong đó chủ sứ có quyền lực là hai phiếu, mà bọn họ ba vị phó sứ mỗi người có quyền lực là một phiếu. Chỉ cần bốn người bọn hắn cùng ký tên là có thể xác định tính xác thực của sự việc cho nên không cần ấn tín của xa tham thông vẫn có thể trực tiếp hồi báo giống như hội nghị liên minh đây là nơi đâu bác Hải nhân hoàng nhìn thấy phong cảnh xa lạ trước mắt có chút ngơ ngác những người khác trong đoàn khảo hạch cũng có biểu cảm giống vậy sự theo trình tự trước đó bọn hắn đi ra từ cửa truyền tống sẽ quay trở lại địa điểm lục trực xuất phát mới đúng nói cách khác đúng ra phải quay trở lại dân trường đế quốc trong kinh thành đế quốc Bắc Hải. Nhưng nhìn từng dãy đổi đối trước mắt, đồng đi xuân đến, mặt đất đã xuất hiện trổ non sành biếc, cây cỏ gần như không có. Xem ra trận pháp truyền tống xảy ra chút vấn đề. Ta từng đánh giá cảnh sắc xung quanh, cơ thể phóng lên cao, tuần trong một vòng trên trời cao, quay lại mặt đất nói. Tin tức tốt là chúng ta vẫn ở trong bên trong đế quốc. Tin tức xấu, nơi đây là bên giới của phong cự hành tịnh đi về phía trước chính là khu vực thống trị của hải tộc rồi. Phòng thư hành tỉnh sao? Lâm Bắc Thần vừa nghe, nhật thời hai mắt sáng lên. Ta quen thuộc chỗ này nhất nha. Đây không phải là địa bàn của sư tỷ hay sao? Mà kể ra đã lâu không nhìn thấy vị sư tỷ kiêu ngạo nổi loạn rồi. Đợi cho đến khi gặp mặt, nhất định phải tử tế chất vấn nàng một phen. Vì sao không hẹn hò với mình trong mơ? Thật là quá đáng. Thế mà lệch đi ra như vậy, Bác Hải Nhân Hoàng nhìn thành bài khảo hạch trong tay Có chút khó hiểu Để quốc khảo hạch chắc chắn đã chuyện lớn Vì sao khảo hạch lần này Để liên tiếp xảy ra vấn đề Chẳng lẽ kẻ đứng sau màn Đã bắt đầu hành động rồi sao Phải mau chóng chạy về kinh thành Cũng không biết quốc nội Hiện giờ tình hình như thế nào Sau khi chỉnh đốn xong Bác Hải Nhân Hoàng phải vội vã Quay trở lại kinh thành Lâm Bắc Thần nghĩ chỗ này Cách đại thành không xa không bằng đi về thăm một chút Nói lại tình cảm với sự tỷ Rồi đi thăm tiểu hương hương, mễ như yên Cùng những đứa đồng học khác Cùng nhau nâng cốc trò chuyện Rút kiếm bàn luận Như vậy chẳng phải rất vui sao Hắn vì thế mới mở miệng nói chuyện này Với bác Hải Nhân Hoàng Bác Hải Nhân Hoàng dặn dò nói Lâm Thiên Nhân đi đi Nhưng mong người sớm ngày quay trở lại Kinh thành sợ là không thể thiếu vắng ngươi Lâm Bắc Thần cười ha ha Đúng lúc này xa xa đột nhiên chuyển đến tiếng động một trận chém giết chỉ thấy một đội tiểu đội không quân bao gồm sáu chiếc phi thuyền xuất hiện trên bầu trời xa xa phía bắc xuyên qua những tầng mây mỏng đang chạy đi bay về hướng này nó là lê vân chu người vệ thị tạ tướng khẽ nhíu mày nói quân đội vệ thị vì sao lại xuất hiện ở đây hình như đã đang đuổi giết người nào đó cầm quân đại thông tĩnh đầu sơn quan am hiểu quân sự liệt mặt một cái liền nhìn ra được. Đội hình Lê Vân Chu phi hành chấp, đang trong trạng thái công kích cùng điều tra. Lúc này cách xa hơn trăm thước, đã truyền đến tiếng kêu. Mọi người đoàn khảo hạch đều là võ đạo cường giả, thính lực vô cùng nhạy bén, lập tức nghe được những thanh âm này. Đi xem sao. Lục dân quan ra lệnh. Lập tức có trình sát tinh nhuệ trong đội quân bay vụt đi. Không đến hai mươi tức sau, trình sát quay trở lại nói hồi bẩm bệ hạ tướng gia cùng các vị đại nhân là doanh đội thứ ba vệ thị đang đuổi giết vì tuyết nhất sát đại nhân tình huống vô cùng nguy cấp cái gì mọi người vừa nghe vậy trong lòng đều chấn động mau phía trước chính là phong ngữ hành tình mọi người cố gắng kiên trì vì tuyết nhất sát quát lớn một đội quân chạy trốn mấy trăm người bao gồm quan viên lớn nhỏ trung thành với hoàng tộc lý thị chật vật chạy trốn trên thân mỗi người có thường thế không giống nhau thể lực tiêu hào rất lớn, đã sắp thành nỏ mạnh hết đà rồi. Nỏ tiến phá giáp không ngừng bay phủ đến. Một vài người trong đoàn chạy trốn, rời lại phía sau, phát ra tiếng kêu thảm thiết, Vì nỏ tiến phá huyền xuyên qua thân, trực tiếp bị đóng đinh trên mặt đất. Chủ đại nhân, lý đại nhân. Vì tuyệt nhất sát, hai mắt trừng to, xoay người trở lại, muốn cứu người. Đi, đi mau, không cần lo cho chúng ta. Những quan viên bị đóng đình trên mặt đất còn chưa chết máu tươi từ trong miệng trong mũi điên cuồng chảy ra ý thức dần dần mất đi lớn tiếng thét lên để mọi người mau bỏ chạy không cần để ý đến bọn họ Phi tuyết đại nhân lấy đại cuộc làm trọng đi mau hai gã quan quân quay lại bắt lấy phi tuyết nhất sát vừa chạy vừa quay lại điên cuồng chạy trốn rầm rầm một tiếng nổ kịch liệt vang lên kiếp này không hối hận gia nhập bắc hải kiếp sau ta vẫn làm kiếm sĩ <laughs> lão tử có chết cũng phải lùi mấy kẻ các người cùng chôn những quan viên bị đóng đinh trên mặt đất trước khi chết khởi động huyền khí trực tiếp lựa chọn tự bạo năng lượng khủng bố đem nổ chết không ít giáp bình áo xanh đuổi đến từ phía sau oanh 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 trên phi thuyền không ngừng đem xuống pháo huyền năng cuối cùng đám người phi tuyết nhất sát vẫn là bị vây lại tại trước sơn đảo giáp sĩ áo xanh tự như thủy triều lũ lượt chạy tới Bảo vệ chặt chẽ hơn 100 người này Bảo vệ chặt chẽ đến mức Nước cũng không thể lọt qua Hà 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 Vì tuyết đại nhân Bây giờ xem người có thể chạy đi đâu Một giọng nói đắc ý vang lên Một lão giả có bộ râu dày hơn 60 tuổi Dưới sự bảo vệ của giáp sĩ áo xanh Chậm rãi đi tới Vì tuyết đại nhân Về cùng mời người dự tiệc Là có trọng trách phó thác Vì sao không từ bà biết lão già râu dê mặt mũi bình thường khó nhìn ra hỉ độ ái ố ẩn chứa sự hung ác nham hiểm cùng tan nhẫn trong lời nói đầy sự mỉa mai lưu khung cầu tặc nhà ngươi ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa tiểu nhân phản quốc còn có mặt mũi chạy tới gặp ta sao vì tuyệt nhật sát hai mắt như phun ra lửa hận không thể ăn tươi đốt sống người trước mặt này lưu khung bị mắng chỉ cười nhạt nói lời nói ác độc sẽ đạt thương người khác vì tuyết đã nhận đó những lời ác độc Như vậy với ta làm gì Ta khổ sở một đường tuổi theo Chính là vì mời người trở về Phong hầu thưởng tước, Ta làm một tốt cho người Gì đồ chó Vì tuyết tức giận không nhịn được mà mắng Về hạ đối xử với người không tệ Lưu rằng người nhiều đời hưởng thụ hoàng ân Đứng hàng mười đại thế gia của đế quốc Nằm giữa phòng cảnh ti của kinh thành Cậu tặc người vệ mà ruồng bỏ hoàng ân Ngay về thì công thành mở cửa đầu hàng làm cho kinh thành thất thủ. Mấy trăm vạn con dân bị vệ thị tàn sát mà chết. Người bây giờ còn dẫn người đuổi giết thần tử tận trung với bệ hạ. Người vẫn còn là con người hay sao? Chìm tốt, chọn chỗ tốt mà đậu. Đứng giỏi chọn chủ mà quy phục. Lục hung gia chủ bởi đại thế gia đế quốc ngày xưa cười nhạt. Sắc mặt không đổi nói. Hoàng tộc đi thị, giờ đã là hoa đã tàn. Thật thế không còn thấy người ủng hộ chẳng hạn lưu gia ta phải chôn cùng hắn sao hoàng triều thay đổi là chuyện thường tình hoàng triều lý gia không phải cũng đã đoạt được sao hiện nay vệ công lâm triều khắp nơi đều ủng hộ lưu gia ta bỏ gian ta theo chính nghĩa mới là nhân tài trần chính các người ra vẻ chó nhà có tang vọng tưởng làm đứa còn có hiếu với lý gia lại không biết đây mới đã con đường chết ngu không bằng ai xì cậu tặc người sẽ không được chết tử tế đâu Uổng công ta trước kia đối xử với ngươi như bạn tốt. Bây giờ nghĩ lại thật là sỉ nhục. Cậu ta gọi lưu kia. Trần Quốc Hoàng trở về nhất định chém người thành trăm ngàn mảnh, tru diệt toàn bộ người lưu thị các người. Bên cạnh vị tuyết nhất sát, rất nhiều lão thần tử bị những lời ngụy biện không biết xấu hổ này của lưu khung, làm cho tức giận, muốn phá vỡ phòng vây. Hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, lớn tiếng chửi âm lên. Đám người các người đã không biết tốt xấu, Vậy mời các người lên được Lục Hùng vung tay lên nói Đi xuống điện ngục gặp nhân hoàng của các người đi Sưu 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 Giáp sĩ ao sành xung quanh đồng loạt ra tay Liêu mạng với hắn Liêu mạng lần cuối cùng Bị hạ Lão thần tới tìm người đây Năm người phi tuyết nhất sát Bị phải giết Tuổi cao sức yếu Thể lực tinh lực cùng huyền khí cơ hồ Đều đã bị tiêu hào không còn Nhưng vẫn cứng rắn không sợ chết như trước lấy hết sức bình sinh bay ra có tư thế chết không khối tiếc trận chiến nháy mắt nổ ra cục diễn nghiêng về một phía vai trái vị tuyết trúng kiếm run lên cơ hồ bị chém đứt cả cánh tay trái máu phun ràn ruộng đỏ cả mặt đất một bóng người nhanh như chớp rất nhanh tuổi đến lấy chân đạp lên trên mặt hắn mũi kiếm đặt ở yết hầu của vị tuyết nhất sát vị tuyết nhất sát biết người này hắn là tên vệ ngũ nhất là cường giả vệ thị phái ở bên người tiêu Cung, là một vị định phòng đại thông sư. Trên đường đi không biết bao nhiêu lần, lão thần trung thành với hoàng thất Bắc Hải trên trong tay người này. Trong lòng hắn tuyệt vọng muốn tự mạo Về ngũ nhật mũi kiếm chợt lóe cắt đứt toàn bộ thông đạo huyền khí trên người hắn, cũng cắt đứt cần tay cân chân của hắn, máu tươi ô an chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Muốn chết không đơn giản như vậy. Lưu Khung chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo vẻ trêu cười. Vị tuyết đại nhân, ta cho người một cơ hội nữa. Vị tuyết nhật sát cười lạnh nói, muốn giết cứ giết, lão tử cảm thấy xấu hổ khi làm bạn với người. Lưu Khung thản nhiên lắc đầu nói, không biết tốt xấu, giết đi. Vệ ngũ nhất đâm một kiếm. Vị tuyết nhân sát nắm mắt chờ chết, nhưng từ một lúc lâu, mũi kiếm vẫn chưa hạ xuống. Vị tuyệt nhật sát cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mở mắt ra nhìn nhìn thấy kiếm trong tay vệ ngũ nhất mũi kiếm cách mì tầm của mình chưa đến năm ngón tay nhưng giống như một cách hàng vạn hàng nghìn ngân hạ vậy vĩnh viễn không chạm đến được sắc mặt của vệ ngũ nhất đỏ lên, vậy mà không thể đâm mũi kiếm xuống dù chỉ trở phân chuyện gì thế này lưu khung cũng nhận ra có gì đó không ổn màn lục này bình khí trong tay đám giáp sĩ áo xanh đang trong trận hỗn chiến đều mất đi khống chế phản bội chủ nhân của chúng bay ngược trở lại chém tay chân chủ nhân chúng âm thanh lưỡi rào sắc bén đâm vào cơ thể không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết liền biển không dứt cảnh tượng kỳ dị như vậy đột nhiên xuất hiện đám giáp sĩ áo xanh vốn đang chiếm thượng phong trước mắt ngã xuống không biết bao nhiêu người thế cục xoay chuyển trong nháy mắt kẻ nào thân sắc của vệ ngũ nhất đại biến trong lòng sinh ra cảm giác bất an Lúc này Lưu Cung lui về phía sau năm sáu bước, nhìn thấy sơn đạo phía xa, cả người không khỏi run lên đầy bậy. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, mấy trăm người xuất hiện cách chiến trường khoảng trăm mét, mà trong đó có một gương mặt vô cùng quen thuộc, làm hắn lập tức giống như ban ngày nhìn thấy quỷ vậy, sắc mặt đại biến. Bệ, 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 bệ. Sự kinh ngạc cũng khiếp sợ khổng lồ bao trùm lấy hắn. Một từ bệ hạ đơn giản cũng không cách nào nó hoàn chỉnh lưu khùng không thể tin vào mắt mình